Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Nguyễn Đức Khôi, anh em Bằng Cao, anh em Huy Phan, anh em Nguyễn Hoàng anh em Quang Minh Trần, anh em Lê Văn Huy, anh em Nguyễn Đăng Hưng và cuối cùng là anh em Bùi Phú Thịnh. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Sắp tới sang năm mới là có cái giải đấu Auto Chat, không biết là có anh em nào ở trên kênh đăng ký chưa. Đấy, nhưng mà cái giải đấy thì theo tôi thấy là nó cũng khá là giới hạn, bởi vì lại đăng ký là mất tiền. Đấy, không phải mở ra để cho tất cả mọi người cùng chơi được, mà mỗi người sẽ phải mất là 2 loét để đăng ký chơi. Thực ra tôi thấy là cái việc mà chọn lọc theo kiểu là lục tiền vào chơi ấy, thì nói chung là nó cũng ok. Nhưng mà tôi nghĩ là lên chọn theo cái kiểu giống như kiểu Dota ấy, tức là chúng ta chọn những cái game thủ có cái chất lượng, tức là trình độ cao vào thi đấu. Còn cái tiền đóng góp ấy thì tôi nghĩ là ok, thì Dodo có vẻ như là cũng không có sẵn tiền để mà có thể tổ chức ra một cái trận đấu, một cái giải đấu mà cần phải có một cái sự quyên góp, thì tôi nghĩ là hãy lên học tập đấy Dota. Đấy, tôi nghĩ là như thế. Dota, ở bên Dota người ta có Battle Pass và người ta giúp là cho những cái người chơi, những cái người hâm mộ có thể là mua Battle Pass và đóng góp cho giải đấu. Thì cái bên Auto Chat Mobile thì họ lại không có đóng góp bằng cái Battle Pass, mà ở đây là những cái người chơi. Đấy, mỗi người chơi đóng góp 200k vào để đăng ký thi đấu. Thì tôi lại thấy là nó lại hơi giống với cả cái giải đấu ở trên kênh của tôi ngày trước tôi tổ chức, đúng không anh em? Anh em có thấy thế không? Đấy, ngày trước là kênh của tôi cũng mỗi người góp 100k đấy, sau đó là tôi xin tài trợ thêm. Đấy, có các anh em tài trợ thì tổng giải thưởng là nó sẽ là bao gồm những cái người chơi đóng góp 100k và những cái nhà tài trợ. Đấy, một nửa là của các anh em đóng góp thi đấu và một nửa là nhà tài trợ thi đấu. Thì rõ ràng cái này nó cũng hơi giống như thế nhỉ. Trông có vẻ như là một cái giải nghiệp dư. Đấy, nên là có vẻ như là cái giải này mặc dù là cũng được PR khá là nhiều nhưng mà cũng ít người quan tâm. Đấy, và tôi thấy là nếu mà kiểu dạng như là lục tiền vào ấy để chơi thì cũng có những cái người mà người ta thực ra người ta cũng đánh nó cũng bình thường thôi, nhưng mà người ta ham chơi. Đấy, người ta ham vui, người ta muốn là tham gia vào cái giải đấu này để cọ sát thì họ cũng đăng ký. Nhưng mà để mà nói mà gọi là chất lượng mà toàn những cái game thủ gọi là hay nhá, mà kiểu như là toàn là những cái kỳ thủ pro player thì tôi nghĩ là không, cái giải này không có đâu. Đấy, chắc chắn là nó sẽ không bằng bằng cái giải kiểu championship, là có rất nhiều những cái người mà chơi hay. Đấy, tham gia vào cái giải mà kiểu đánh vào chung kết thì là toàn người chơi hay thôi. Còn như cái giải này thì tất nhiên là vào chung kết thì vẫn sẽ có những cái người chơi hay, thậm chí là rất hay, nhưng mà nó sẽ không đủ. Đấy, tức là nó sẽ không cọ sát đủ. Những cái người mà chơi hay có thể người ta sẽ không đăng ký. Đó, nó không như là cái giải championship là tất cả mọi người cùng chơi. Đấy, ai mà chơi cái con game này là đều có thể tham gia vào championship. Nhưng mà cái giải đấu của Dodo sắp tới đây ấy, là chỉ có những cái người nào mà đăng ký thôi thì mới được chơi thôi. Đấy, cũng chính là lý do tại làm sao mà anh em thấy là ở trong những cái người chơi ấy sẽ có thiếu một vài cái tên. Đấy, và anh em thấy là top ở các cái top rank cũng thế, cũng thiếu, cũng sẽ không có đâu, không có được đầy đủ đâu. Nhưng mà thôi không sao, cứ nói chung là cũng chúc cho cái giải đấu nó thành công. Đấy, tôi nói thật với anh em là tôi cũng muốn cát lắm, nhưng mà nó lại đúng vào cái giai đoạn mà cuối năm ấy, nên là cũng không có thời gian để mà ngồi mà livestream anh em ạ. Ngồi livestream nói chung là để mà một cái giải đấu mà nó kiểu nó liền mạch ấy thì chắc là tôi không thể nào có thể ngồi được. Đấy, nó rất là mất thời gian. Cả một cái giải đấu nó rất là dài, nó kéo dài tới 1 tháng cơ. Đấy, mà mỗi mỗi tuần là cũng phải là khoảng 2-3 trận. À không phải 2-3 trận mà 2-3 hôm. 2-3 hôm liên tiếp sau đó lại nghỉ. Cứ hết một vòng lại nghỉ mấy ngày. Thì một buổi livestream có thể nó sẽ có rất nhiều trận đấu, nhất là những cái vòng loại thì nó sẽ có rất nhiều trận. Đó, nên là tôi cũng sẽ không thể ngồi được để mà tôi livestream được như thế. Mặc dù là tôi cũng rất là muốn livestream, tôi rất thích cái giải này đấy. Đây là cái giải mà cũng là ở trong meta mới luôn, khi mà chúng ta có một cái big update thay đổi rất là nhiều thứ. Đấy, cái lối ghép đồ là nó thay đổi.
Rồi cái lối chơi nó cũng sẽ thay đổi. Đấy, meta nó cũng thay đổi. Và bây giờ cái trò này ấy, thì ngày trước ấy nó là 2 tuần là thay đổi meta một lần. Nhưng mà bây giờ có vẻ như là bây giờ là 1 tuần rồi đấy anh em ạ. Bây giờ nó rút gọn xuống còn 1 tuần rồi. Dã man. Tôi nhiều khi nhá, tôi nói thật với anh em là tôi thường là hay tôi sản xuất kiểu gì. Tôi không có chơi hàng ngày đâu. Mà tôi thường là tôi sản xuất là tôi update xong phát này, xong rồi tôi sản xuất khoảng mấy chục cái video, xong rồi tôi để dần, tôi up dần. Đấy, xong rồi đến cái lúc mà mình kiểu mình còn chưa kịp là xong cái meta này thì nó đã sang cái meta khác rồi. Nó là như thế các anh em ạ. Bây giờ nó đổi nhanh quá, một tuần thì không thể kịp được. Chạy không thể kịp được theo trò chơi. Nhiều khi là đấy, sau update xong lại phải vào xong rồi, đâu vào là làm luôn ở đâu, đúng không? Mình vào là mình còn phải là tìm hiểu xem là nó như nào đã chứ. Đấy, thế nên là đấy, anh em cũng thấy. Bây giờ các content creator là cứ phải chạy theo. Sợ thật sự. Thậm chí là còn phải coi như là update hàng ngày luôn ấy. Bây giờ cứ lâu lâu ông lại kiểu update theo cái kiểu là update nóng ấy. Bây giờ có cái thuật ngữ là update nóng, tức là không báo trước. Đấy, ví dụ như là đang chơi nha, xong tự nhiên thấy game thoát ra ngoài. Dạ bạn, không biết anh em bị tình trạng đấy chưa, nhưng mà tôi vừa bị đấy. Đang chơi xong tất cả thoát ra, đang giữa game anh em ạ. Đang, nó coi như là cũng đang sắp là coi như là ra được một cái clip rồi. Đấy, bài nó đang rất là ra ngon rồi, đồ ngon rồi. Thế xong rồi tự nhiên là nó lại bị thoát ra, thế là lại phải chơi lại. Ok, ui trở lại chơi beat à? Có phải không? Cũng được ấy nhỉ. Nếu mà trận này chơi beat thì xem nào. Từ từ nha. Còn gặp ai? Có lên roll mấy cái nhỉ? Ở đây tôi thấy có anh em thấy là có cặp ấy. Mà ở đây là có rất nhiều cặp nên là tôi đang tính, bây giờ còn có 4 tiền này thôi nhá anh em nhá. Rồi. Mất thì thôi, mất chuỗi thì thôi. Round này có thể mất chuỗi. Gladiator, thái to đấy nhá. Thằng này có con cây 2. Thằng này có con cây 2, đưa Berserker nữa. Hay quá, con sâu của tôi nó đẻ kìa. Trời. Con sâu nó gánh đam hay thế nhá. Vẫn có giữ được cái chuỗi này rồi, quá tuyệt vời anh em ơi. Hay. Trận này khả năng đi beat được đấy. Ui rồi ơi, đúng thật anh ơi. Tôi vừa mới bảo là khả năng đi beat thì đúng thật luôn, nó ra luôn cái con gấu. Thôi đúng rồi. Khả năng là chúng ta sẽ phải set up cái bộ beat vào đó. Nếu mà bây giờ chơi beat ấy, ở trong cái meta này thì nó sẽ là beat siêu đẻ. Beat siêu đẻ. Đấy. Bây giờ chơi beat nó không như ngày trước nữa anh em ạ. Beat bây giờ là beat đẻ. Càng nhiều đồ đẻ càng tốt. Chứ còn nó không giống như là ngày trước là phải dồn đồ cho cáo làm co hay là cho Medusa làm co đâu. Bây giờ chơi kiểu khác anh em ạ. Được. Tạm thời chúng ta cũng đang có 4 bit ở đây rồi. Anh ạ, đẻ bây giờ cũng đẻ kinh phết đấy nhỉ anh em nhỉ. Nhìn là bây giờ mới có round 9 thôi mà đẻ 11 máu thì cũng căng á. Úi dồi ôi, đủ bộ luôn. 6 bit. Ok. Tạm thời 6 bit kẹp với cả súng à. 6 bit kẹp với cả súng đánh ở level 7. 6 bit hay là kẹp con CM cho nó đẻ nhỉ. Thực ra bây giờ nếu mà đẻ chỉ có mỗi con sâu đẻ đó. Rồi để xem là cái round 11 chúng ta sẽ gặp ai. Gặp BG Gen chưa gặp. Ok. Để xem là chúng ta có up cấp không. Tôi nghĩ là nếu mà chơi 6 bit thì level 6 đủ rồi. Nhưng mà nếu mà để cho mạnh thì vẫn phải kẹp thêm con súng hoặc là kẹp thêm con CM. Rồi, random thôi. Đồ này không có gì. Ok.
Tí nữa khả năng là tôi sẽ đúc thêm một cái tẩu nữa anh em ạ. À cái chống trận, cái chống trận. Cái hình cái tẩu nhưng mà nó tên là chống trận. À, đánh an toàn cho lên 7 kẹp thêm con súng vào anh em ạ. Đánh cho nó an toàn. Đồ cha dồn cho gấu là được. Gấu cầm quả trứng gọi ra con đệ là cái con đệ nó sẽ được hưởng là thêm 20% máu với cả 10% đam. 15% đam, ok. Rồi, gặp Clyde thì sẽ không thể thua được đâu. Chúng ta là chơi beat mà. Nhưng mà tôi vẫn cố tình là tôi up lên. Ờ, để làm sao? Để đẩy cho nó nhiều. ác thật sự. Đẩy máu đối thủ cho nó nhiều, tăng tốc trận đấu lên. Nói thật với anh em, nếu mà để tôi chơi beat mà tôi có chuỗi ấy, thì chắc chắn là nó sẽ là hết tiền nhá. Chắc chắn cái điều đấy luôn. Chắc chắn là nó là sẽ là hết tiền để form đấy. Tất nhiên là cái tầm này thì tôi không có sử dụng để mà gọi là hết tiền. Bởi vì làm sao? Bởi vì là bây giờ mình mạnh rồi. Đấy, thế này là đủ rồi. Cái tầm này là tôi thấy là đủ để chơi đến hết round 15. Sau cái round 15 tôi lại xả phát nữa. Đấy. Xả làm nào để chúng ta có thể giữ được cái chuỗi này. Ok. Vừa là để giữ chuỗi này mà chúng ta lại vừa đẩy đối thủ nhiều luôn. Ê à, này khả năng cao là chơi là Insectoid mèo này. Không sợ, không sợ, không sợ, không sợ, không sợ, không sợ. Ok, quá tuyệt vời. Được. Âu đây rồi. Đây rồi, con này nó hay này. Con này rất hay luôn nhá. Whispersia. Whispersia bây giờ nuôi cái con Whispersia lên 3 sao đúng không? Mà trong trường hợp mà không ra con Whispersia thì vẫn có nhiều sự lựa chọn khác anh em nhá. Whispersia này, gấu này, sâu này. Đấy. Thậm chí là heo. Hay là ở đây là có Skull Hunter, đều là những cái con có thể có khả năng đẻ. Con nào cũng được. Đấy, bây giờ anh em nuôi cái con nào lên 3 sao thì con đấy cũng làm chùm luôn. Chỉ cần là có đủ đồ cho nó thôi. Đồ tí nữa nhá. Chúng ta lấy cái quyển sách với cả cái tàu xong. Dồn toàn bộ đồ cho siêu đẻ. Và chúng ta sẽ có một cái clip đối thủ chỉ tuấn cơm vì bất lực. Liệu rằng có lên đặt cái tiêu đề như thế không nhỉ? Nếu mà cái trận này tôi đẩy khủng khiếp thì chắc là tôi nghĩ là cũng sẽ có một cái tiêu đề nó tựa tựa như thế. Cho các anh em mà đam mê cái bộ siêu đẻ vào xem. Thực ra ở trên kênh của tôi là tôi cũng cố gắng là tôi làm đa dạng. Đa dạng không phải chỉ có meta mà đa dạng những cái đội hình. Bởi vì có người thích chơi kiểu này, có người thích chơi kiểu kia. Đấy, có người thích chơi siêu đẻ, có người lại không thích chơi siêu đẻ, lại thích chơi một cái con co bất tử chẳng hạn. Đấy. Đấy rồi. Đấy, hoặc là có các anh em thì lại thích chơi những cái bộ cũ cũ một tí. Cũng hay, hoặc là độc dị lạ thì cũng có anh em chơi một cái bài gì đấy độc dị lạ, ít người chơi. Đấy, hoặc là dồn đồ cho con co là đấy một tiền chẳng hạn thì cũng có anh em thích. Đấy, nhưng mà những cái đấy thì nó hơi khó. Thế nên là thực ra những cái trận đấu như thế thì bài nó phải hơi độ một tí. Tức là những cái con một tiền ấy nó phải lên 3 sao sớm. Đấy, nó phải dễ ra. Đấy, tự nhiên lại có hai cặp 2 sao rồi thì rõ ràng là có thể là những sẽ có những cái clip content kiểu dạng như thế. Trận này có trộm chó nha. Trận này có trộm chó. À. Trận này có không những là có một trộm chó mà có khi là có cả hai trộm chó luôn. Khả năng là sẽ có hai người chơi trộm chó. Nó chơi beat này mà gặp trộm chó là cũng hơi căng nhá. Beat này là nó cũng sợ trộm chó đấy. Anh em ạ. À ừ đây rồi heo này. Tất cả những cái bộ mà nó dồn đam ấy, nó dồn đam mạnh thì nó sẽ sợ cái bộ trộm chó. Thế nên là bây giờ chúng ta có cái món đồ, đó chính là cái bùa. Bây giờ là có cái bùa tâm linh là nó chống cái bọn trộm chó. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ phải có cái bùa cho con co, nhưng mà cái bộ này thì co của nó là tất cả. Tất cả nó đều là co, nên là mỗi con nó cầm một cái mà.
Nên là chúng ta sẽ phải có nhiều cái tấm bùa. Nhưng mà ít nhất là cái tấm bùa cho một con, tôi nghĩ là con heo là phải có bùa. Nên là tôi sẽ, khả năng tôi sẽ rèn lại, kiếm cái tấm bùa. Trộm chó nó chỉ cướp những cái con bằng tiền hoặc là hơn tiền thôi. Thế nên là nếu mà ví dụ như là chúng ta có một cái con heo 2 sao sớm ấy, thì chúng ta lại lấy cái bùa đấy từ chúng ta cho cái con khác cũng được, tận dụng anh em ạ. Còn nếu mà con gấu lên 3 sao ấy, thì chắc chắn là con gấu nó sẽ không cần cầm bùa, bởi vì đối thủ sẽ không bắt được gấu. Đấy, nó là 4 đô 3 sao. 4 đô 3 sao chắc chắn là không bắt được. 4 đô 3 sao đối thủ phải có heo 3 cơ thì mới bắt được. Rồi, roll nha anh em nhá. Luôn luôn. Rồi, được đấy. Này đủ chưa nhỉ? Trông có vẻ hơi yếu yếu, nhưng mà từ từ đã, tôi ghép đồ đã này. Rồi, thì tôi sẽ rèn lại cái không có. Đen nhỉ? Chúng ta không thể rèn được cái bùa tâm linh. Chính ra là cái món đồ bùa tâm linh ấy, nó không phải chỉ có cái tác dụng là chống cái bọn này đâu, cái bọn mục sư đâu anh em ạ. Nó có một cái rất hay, đấy là nó có thể hóa giải được khi mà mới vào trận ấy. Nó có thể hóa giải được một cái khống chế ở đầu trận. Ok. Tôi cũng rất cần một cái bùa tâm linh để chống một cái hack chả. Một cái hack hay một cái xích ấy. Xích nó bắt thì bùa tâm linh nó có thể giải được ngay. Khi mà bắt đầu trận đấu, những cái khống chế bắt đầu trận đấu là có thể giải được. Úi dồi ôi, được đấy. Roll luôn nhở. Roll luôn đi. Úi, quả trứng này. Từ từ nha, từ từ đã, gấu 3. gấu 3. Gấu 3 sao. Ra một con gấu nữa đi. Mà ơi, hết tiền rồi mà chưa ra gấu à. Một con nữa thôi. Ui dùi ui, quá là ok luôn. Thôi rồi, đập trứng cho gấu. Ok. Được rồi đấy, anh em ạ. Được rồi. Thế là ổn rồi đấy. Tôi định dành quả trứng cho cái con cáo ấy, nhưng mà thôi, xả tiền giữ chuối luôn. Thế là quả vừa rồi là tôi xả hết 50 tiền anh em ạ. Dã man. Bây giờ chắc chắn là cái con gấu là không bị bắt rồi. Còn con heo, con heo thì khả năng là sẽ bị bắt. Nếu mà đối thủ ra là cái con heo 2 sao thì sẽ bắt con heo của tôi đấy. Nên là tôi vẫn sẽ cần cái bùa cho con heo anh em nhé. Cần cái bùa cho heo. Cái bùa nó còn có một cái ngoài cái việc là giải khống chế đầu game này. Đấy, không bị khả năng múa rối, không bị trộm chó. Thì nó còn có cái 20% cái hiệu ứng lé tránh nữa. Cũng rất là khỏe đấy anh em. cái bón đấy thực ra là kể cả không có gặp trộm chó thì cũng lên là ghép vào, cũng lấy cái đấy là nó có khả năng lè tránh 20%. Đây rồi, gặp trộm chó này. Trộm hộ cái. Trộm với con nào chứ không thể trộm con heo và con gấu được. Xong rồi, đẩy nó sấp mặt luôn. Hộ cái bạn ơi, hộ cái, xuống đây. Rồi, đẩy lửa đây. Một lần đẩy lửa, ui rồi không kịp. Con heo đáng lẽ ra là phải được một lần đẩy lửa đấy. Ok. Đấy, thế là tôi lại vẫn giữ được chuối. Quá tuyệt vời anh em ạ. Nhưng mà tất nhiên là cái bùa thì vẫn lên cần nhá. Tí nữa vẫn phải lấy bùa. Sau khi update là có rất nhiều những cái món đồ mà nó có khả năng là giải khống chế, giải hiệu ứng. Đấy.
Tôi thì tôi định là sẽ ra một cái clip để giải thích cho các anh em tất cả các cái món đồ để cho anh em hiểu rõ. Đấy, nhưng mà chưa có thời gian làm. Cái clip đấy thì thực ra là chúng ta nên làm một cái clip ngắn thôi. Tôi có nên giải thích luôn ở trong cái video này không nhỉ? Thực ra nếu mà anh em xem mà không tua thì chắc chắn là anh em sẽ biết nếu mà tôi giải thích ở trong mỗi cái video mà tôi đăng lên. Đấy, nhưng mà để mà tổng hợp lại, để mà cho mọi người cần những cái mà người ta muốn ấy, để người ta xem ấy, cho nó dễ như kiểu một cái thư viện tra cứu ấy, thì rõ ràng là để mà chia sẻ ở trong một cái video như này ấy, thì thực ra là cũng có người biết, có người không. Có những cái người người ta không xem đến cái đoạn giữa này, người ta tua. Đấy. Thế nên là tôi cho tôi cũng sẽ tổng hợp lại. Tôi cũng sẽ làm một cái video clip ngắn, nhưng mà tôi sẽ giải thích ngắn gọn để cho anh em biết ở trong video clip này luôn. Ở đây là chúng ta có rất nhiều những cái món từ đồ trắng này. Đồ trắng đấy chính là cái bùa tâm linh. Cái nhẫn. Cái nhẫn màu xanh lá, xanh là cây. Đấy, cái giáp màu xanh dương. Cái giáp tím và cái giáp bất diệt. Đó, ngoài ra thì chúng ta còn có cái khiên phản nữa. Nó cũng là cái món đồ chúng ta có thể là sử dụng để kháng khống chế. Đấy. BKB cũng là kháng khống chế, món đồ tím. Tức là trong món đồ tím nó sẽ có hai món kháng khống chế. Và món đồ cam ấy, ở món đồ cam cũng sẽ có hai món là kháng hiệu ứng khống chế và các cái hiệu ứng xấu. Đấy. Tổng hợp là nó sẽ có là bao nhiêu món? Màu trắng là 1 này, màu xanh lá là 1 này, là 2 này, xanh dương là 3, tím là cộng thêm 2 món là 5, và cam cộng thêm 2 món nữa là 7 món kháng khống chế đấy anh em. Đấy, thế nên là meta này nó là meta của tăng cơ đấy anh em ạ. Nhưng mà mỗi cái nó sẽ có một cái chức năng khác nhau. Đấy, mỗi cái nó sẽ có một cái chức năng khác nhau. Ok, rồi, đồ này chắc là tôi vẫn chưa rèn đâu. Đồ này ngon anh em ạ, đồ ngon này thôi giữ thôi. Rồi, kẹp thêm con CM vào. Đấy, đồ thì bây giờ là cho con heo. Chúng ta cho con heo cầm. Cho kẹp CM vào để con sâu nó đẻ anh em nhá, cho nó nhiều. Cái món đồ rẻ nhất và lại là cái món đồ mà cực kỳ là hữu dụng khi mà chiến đấu với cả những cái bọn như là bọn mục sư. Nhưng mà ngoài chiến đấu với bọn mục sư ra thì nó vẫn hữu dụng, đấy chính là cái bùa tâm linh. Đấy, một trong những cái món đồ rẻ nhất và ngon trong tầm giá, thực sự là một cái sự lựa chọn hoàn hảo. Đấy, quá ngon. Khi mà nó chỉ là một cái món đồ trắng thôi, chúng ta chỉ mất có một đồ để đổi thôi, nhưng mà nó được quá nhiều cái hiệu ứng. Một là hiệu ứng né tránh 25% này, hai là hiệu ứng kháng khống chế đầu game, kháng hiệu ứng xấu đầu game. Nó sẽ có những cái hiệu ứng như kiểu cái xích chói này, hay là cái hack, là anh em có thể kháng được khi mà anh em dùng bùa tâm linh. Chỉ cần vào tất cả những cái hiệu ứng mà nó xuất hiện đầu game ấy, vào phát là bật cái bùa tâm linh lên là kháng hết nha anh em nhá. Cái bùa tâm linh rất là hay. Đó, và kháng cái hiệu ứng trộm chó của cái bọn mục sư rất là ok. Úi dồi, tinh thể mana này. Đó, còn tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả cái món đồ. Tôi xin nhấn mạnh lại anh em nhé, là nó là cái hiệu ứng đầu game, tức là vào phát là nó kháng luôn. Chứ còn nếu mà kiểu như các hiệu ứng skill ở trong game, khi mà game bắt đầu xong mới bắt đầu là có skill hay là hiệu ứng xấu ấy lên người của tướng của anh em ấy, thì cái bùa tâm linh nó sẽ không có giải được đâu nhá. Đó chính là cái yếu điểm của nó. Đấy là chúng ta sẽ có cần những cái món đồ mà nó là cái món đồ cấp cao hơn. Thì ở cái món đồ cấp cao hơn ấy, tức là nó sẽ là cái món xanh lá, thì chúng ta sẽ có cái nhẫn trừ tà. Ở cái món nhẫn trừ tà ấy, thì khi mà anh em nhận cái hiệu ứng xấu ở trong game, tức là khi mà trận đấu bắt đầu rồi ấy, và có thể là tướng của đối thủ tung skill hay là cái hiệu ứng từ đồ của đối thủ ấy, thì anh em có thể giải được bằng cái nhẫn trừ tà. Tuy nhiên cái nhẫn trừ tà nó có một cái yếu điểm, đấy là nó sẽ giải những cái hiệu ứng mà nó ở cái cấp là cấp xanh lá, và nó cũng chỉ giải được những cái hiệu ứng từ những cái con tướng nó ở cái cấp xanh lá trở về thôi nha anh em nhá. Đấy, là những cái con tướng 2 tiền đấy anh em, 2 đô ấy. Còn những cái skill từ cái con tướng 3 đô, 4 đô, 5 đô ấy, nó không giải được đâu. Các cái hiệu ứng xấu và những cái hiệu ứng khống chế của những cái con tướng cao hơn thì sẽ không giải được. Đấy chính là cái yếu điểm.
Nhưng mà nó cũng có một cái ưu điểm, đấy chính là tất cả những cái loại hiệu ứng khống chế, những cái hiệu ứng xấu nó đều giải được, bao gồm cả những cái hiệu ứng AOE và những cái hiệu ứng focus đơn mục tiêu anh em nhé. Để tôi giải thích cho anh em cho nó dễ hiểu là cái nhẫn trừ tà nó có cái công dụng gì. Cái nhẫn trừ tà ấy, nó sẽ giải cái hiệu ứng khống chế, ví dụ như là của con thị vệ ấy, nó đâm xuyên qua người là nó sẽ không có bị khống chế nha anh em nhé. Nó sẽ không, ví dụ như những cái con như con già ấy, nó cần cái thời gian tụ trưởng, thì cái nhẫn trừ tà nó sẽ giải được cái hiệu ứng khi mà cái con như con thị vệ nó đâm xuyên qua người. Đấy, đại loại là như thế. Nếu bình thường anh em không có nhẫn trừ tà ấy, có thể là khi mà thị vệ đâm qua người, anh em đang tụ trưởng ấy, thì nó sẽ bị gián đoạn và cái trưởng nó sẽ không bắn được hết cái lượng đam của nó. Đấy, anh em hiểu chưa? Đấy là một ví dụ. Ví dụ thứ hai có thể là cái nhẫn trừ tà nó có thể giải được cái hiệu ứng của con Illicon. Cái hiệu ứng mà khi mà đánh vào người Illicon chúng ta sẽ bị giảm tốc ấy, thì cái nhẫn trừ tà nó sẽ giải được cái đấy nha anh em nhá. Đấy, và nó cái món này này nó lại cũng có cái hay và cũng có cái dở, nhưng mà cái hay này, này nó hay hơn cái giáp xanh dương. Đấy, bây giờ chúng ta đến cái giáp xanh dương. Cái giáp xanh dương ấy thì nó lại chỉ giải được một cái hiệu ứng xấu duy nhất thôi, đầu tiên thôi, và nó là đơn mục tiêu focus 1-1. Có nghĩa là ví dụ như những cái skill kiểu dạng như là của Slada ấy, Slada trừ giáp này, hay là của Doom chẳng hạn. Đấy, thì cái này là nó chỉ giải được đúng một lần duy nhất thôi. Khi mà ví dụ nhá, anh em bị trừ giáp rồi, sau đó thì anh em bị Doom, thì nó chỉ giải được cái trừ giáp thôi, còn nó sẽ không giải được cái Doom. Đấy, thế nên là nếu mà muốn giải được cả Doom nữa thì con Doom ấy nó sẽ phải sau 15 giây sau nó mới Doom tiếp thì mới giải được. Đó, nó chính là cái mà ô tô mất chuỗi này, đúng không? Ui dồi ôi, khả năng mất chuỗi rồi anh em ạ, đúng không? Ui, mất chuỗi thật, gặp ngay cái thằng Gladiator cắt chuỗi. Ok. Gặp Gladiator mất chuỗi, quên mất không tách đội hình ra anh em ạ. Kiểu bây giờ nó không có giáp thép, không có gì ấy, nên là đứng tụm này vào là nguy hiểm lắm này. Là hay bị gặp Gladiator, nếu mất chuỗi biết ấy là gặp Gladiator là hơi bị càng đấy nhá. Nên chúng ta phải tách cái đội hình ra. Đấy, thì cái nhẫn trừ tà ấy, xanh lá ấy, nó hơn cái giáp xanh dương ở cái chỗ đấy. Cái giáp xanh dương nó chỉ giải được đúng một lần thôi, và nó chỉ giải được focus 1-1 đơn mục tiêu, chứ nó không giải được kiểu đánh vào người của con Illicon mà nó giải được cái hiệu ứng đấy đâu nhá. Không, không giải được hiệu ứng đấy. Đấy, hay là con thị vệ nó chọc qua người ấy, là chắc chắn là nó cũng sẽ bị bắt nhá anh em nhá. Khi mà anh em đang tụ trưởng thì nó sẽ bị bắt. Đấy, hoặc là như cái hiệu ứng của con bò cạp ấy, nó đâm xuyên qua là chắc chắn là bị bắt. Đấy, thì cái nhẫn trừ tà nó hay hơn ở cái chỗ là nó có thể giải được cái hiệu ứng AOE. Tuy nhiên nó chỉ giải được với những cái con tướng mà nó là 2 tiền trở xuống thôi anh em nhá, hoặc là những cái món đồ mà nó là xanh lá thì nó giải được. Đấy, đó là sự khác biệt giữa cái món nhẫn trừ tà này, bùa tâm linh và cái giáp blue. Rồi, rồi random nó xích à, được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái giáp xanh dương thì anh em hiểu rồi nhá. Đấy là nó sẽ giải được một cái skill duy nhất focus, ví dụ như cái swap này. Cái swap là nó giải được cái swap của con ảnh phân lộ ấy, đấy là giải được này. Cái đu mà giải được này, cái trừ giáp của Slada là giải được. Đó, những cái hiệu ứng như là hack là giải được, tuy nhiên là chỉ giải được cái lần đầu thôi nha anh em nhá. Những cái hiệu ứng silent là giải được, nhưng mà chỉ giải được cái lần đầu tiên thôi. Cái hiệu ứng đầu tiên lên người nó sẽ giải, còn những cái hiệu ứng tiếp theo thì nó sẽ không giải được anh em nhá. Đó chính là cái ưu nhược điểm của cái giáp màu xanh dương. Còn cái giáp màu xanh màu tím. Đấy, chúng ta đến với cái giáp màu tím. Thì cái giáp màu tím ấy nó sẽ hơn cái giáp màu xanh dương ở chỗ nào? Úi dồi ôi, anh em nhìn lại. Từ từ đấy nhá. Ôi dồi ôi, đẩy sắp mặt luôn này. Ôi dồi ôi, nhưng mà đây là cái bóng anh em ạ. Trộm chó với chúng tôi có nhẫn trừ tà anh em ơi. Ui mẹ vãi cứt luôn, đẩy bao nhiêu máu đấy? 32 máu. 32 máu là đi chưa? 32 máu gặp là đi luôn đấy. Trời ơi. Chơi trộm chó với tôi. Counter à? À, định counter đấy. Chơi thấy tôi chơi beat thế là chơi trộm chó để counter, nhưng mà không counter được anh em ạ. À, cay. Rồi, thế bây giờ chúng ta lại đến với cái giáp màu tím anh em nhá.
Cái giáp màu tím thì nó khác ở cái chỗ là gì? Nó có cái khả năng là giải được cái hiệu ứng mà khi mà chúng ta bị dính hiệu ứng xấu. Ở trong cái khi mà chúng ta dính hiệu ứng xấu ấy, là chúng ta có khả năng kháng hiệu ứng trong vòng là 3 giây. Tức là sau đấy là 3 giây là chúng ta có khả năng kháng hiệu ứng. Vẫn gặp bóng này. Ôi thế mà sau round này sao cái kiểu gì cả. Ui thôi chết tôi rồi. Không ổn rồi anh em ơi. Round này làm sao ấy nhở? Điêu nhở, round lại thua chứ. Ơ kìa, úp vào đài 19 máu luôn. Sao cái round này lại thua được nhở? Hay là tôi đúc thêm một cái nhẫn trừ tà nữa cho nó an toàn. Điêu thật đấy, round trước còn đẩy 32 máu mà round này bị đẩy là sao? Thật sự là như thế luôn. Nhưng mà cái giáp tím và cái giáp xanh dương và cái nhẫn ấy nó sẽ không giải hiệu ứng đầu game anh em nhá. Nó sẽ không giải hiệu ứng đầu game đâu. Nên là nó sẽ không giải được cái bọn mục sư này. Chúng ta nếu mà muốn chơi mục sư ấy thì chúng ta sẽ phải lấy tiếp bùa tâm linh anh em ạ. Tất cả những cái món kia là nó giải hiệu ứng ở trong game, khi mà game sau khi game bắt đầu ấy thì nó giải. Đấy, cái món tím là nó hơn cái món xanh lá cây và cái món xanh dương ở cái chỗ là nó khi mà nó bật giải lên là nó có kháng mọi hiệu ứng trong vòng là 3 giây. Đấy. Trong vòng 3 giây đấy là nó miễn nhiễm với tất cả các hiệu ứng xấu. Thì nó hơn, đúng không? Úi giời ơi, lần này đẩy thằng này đi rồi. Thằng này chắc chắn là đi anh em ạ. Có đi không? Có đi không? Thằng này đi luôn không? 29 máu. Ơ bạn ơi. Bạn kia cũng đi luôn anh em ạ. Trời ơi, một lần double kill luôn. Thế là chết rồi. Thế là tôi còn chưa kịp nói về hai cái món tím. Món tím vẫn còn là cái áo giáp thiên thần hộ vệ nữa. Và cái món cam là cái bất diệt và cái giáp phản tôi vẫn chưa giải thích cho anh em. Nhưng mà chắc anh em hiểu hết rồi nhỉ. Trận đấu nhanh quá anh em ạ. Đùa, thật sự là như thế luôn. Trận đấu nói chung là slowball quá rồi. Đối thủ không thể nào mà có thể cựa nổi. Dã man, anh em thấy bộ bít siêu đẻ nó thực sự nó rất là mạnh. Đấy. Thậm chí là còn không có sách xiếc gì đâu. Chả có cái sách gì luôn. Nhưng mà vẫn có thể là kết thúc trận đấu ở round thứ 28. Chứ còn trận này mà cho tôi cái quyển sách nữa thì úi dồi ôi, đối thủ chắc là khóc thét anh em ạ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lỡ còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Anh em đến với cả một cái con Swordman thật sự là bất tử, không có cách nào để giết được nó. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái trận đấu mà tôi chơi God Clive ở trong meta mới. Nó thật sự là đã counter cái meta như nào anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!